Các bạn trở lại sân khấu ra mắt top 10 giáo án 2 đầu 2018, Vương Long và Hà Thư xin gửi tới quý vị một ca khúc rất quen thuộc và đã từ rất lâu rồi, một sáng tác mang tựa đề Thiên Đường Ngồi Yên. Xin cảm ơn quý vị cùng thưởng thức và nghe. Và có thể dành cho hai bạn em một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Xin cảm ơn Hà Thư và Vương Long. Và tiếp theo thì xin mời quý vị.